Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai cặp đực Anh Gút các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là hai cặp đực Anh Gút nè. Cặp đầu tiên các bạn. Cặp đầu tiên. Đó. Đó, lưng một lưng các bạn thấy không? Lưng một lưng, chân móng hoàn thiện các bạn. Đó, lưng một lưng nè. Cái lưng bằng nghiến các bạn, chân móng nè, hoàn thiện nè các bạn. Đây. Xương chà bá xương các bạn. Đó, Anh Gút bơm. Xương chà bá xương luôn các bạn, đít nè, đít tròn quay. Đó, đít tròn quay, lưng bằng nghiến, đầu to. Đó, dai hở. Đó, các bạn thấy không? Tướng lực lượng các bạn. Cặp này chủ báo giá là 36 triệu các bạn, 36 triệu. Chân móng hoàn thiện nè. Lưng bằng nghiến luôn các bạn thấy không? Con này cực kỳ luôn các bạn. Xương về chà bá xương luôn các bạn, xương chà bá xương luôn. Đó, đầu to, lưng thẳng các bạn, đòn dài nè các bạn thấy không? Đầu to lưng thẳng đòn dài nè các bạn. Đó, cực kỳ các bạn. Chân móng thì hoàn thiện nè. Đó, cặp này chủ báo giá là 36 triệu nè các bạn. 36 triệu. Đây chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đít nè. Đít đòn đồ. Đó, đít đòn dài sọc các bạn. Chân móng thì hoàn thiện. Giá 36 triệu các bạn, giá 36 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, cặp này nó đồng nhau các bạn, đồng khích nè. Hai con gút này con nào cũng lực hết các bạn. Hai con gút này con nào cũng lực hết. Đầu con ấy là chà bá các bạn. Hai con gút này con nào cũng lực các bạn. Giá 36 triệu. Đây, cặp tiếp theo. Cặp này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Cũng Anh Gút luôn các bạn, chân móng thì hoàn thiện nè. Đó. Đòn dài thì đầu to, đòn dài xương lớn các bạn, nhưng mà hơi hiếu nuôi nha các bạn. À, hơi hiếu nuôi. Đó. Giá là 33 triệu các bạn. Đó. Giá là 33 triệu. Đó. Lực không các bạn? Đầu to đòn dài tướng rất là lực các bạn. Đó. Hiếu nuôi. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Giá 33 triệu các bạn. Giá cặp Anh Gút này giá 33 triệu. Giá cực kỳ yêu thương luôn các bạn. Đó. Chân móng nè. Chân móng nó hoàn thiện hết các bạn. Đây. Tướng lực lượng các bạn, xương xương cối các bạn. Đó, xương chà bá xương luôn các bạn, đòn dài. Đó, chân móng thì hoàn thiện, đòn dài các bạn. Giá 33 triệu các bạn, giá 33 triệu. Đó, cặp anh gút các bạn. Đó, gút bơm, giá 33 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, lưng thẳng đòn dài, chân móng hoàn thiện các bạn không? Xương chà bá xương luôn các bạn. Giá 33 triệu cặp Anh Gút này các bạn. Cặp đực Anh Gút này giá 33 triệu. Đó, các bạn không? Lực lượng đầu to đòn dài các bạn không? Chân móng thì hoàn thiện. Đó, chân móng hoàn thiện các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh từ cặp cho anh em xem chi tiết hơn các bạn. Đây. Con này cao 1m1 bò này các bạn. 1m1 bò. Đó, đòn ngay sẽ lưng luôn các bạn không? 1m1 bò các bạn, 1m1 bò. 1m1 bò giá là 33 triệu các bạn. À, con này cao 1m1 này các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, đòn dài này các bạn không? Đây, móng sò hết hoàn thiện hết các bạn. Cặp này chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. À, đòn con này luôn. Đây các bạn, cũng cao tầm 1m1 bò các bạn ơi. Đó, cao tầm 1m1 bò. Con này cũng cao tầm 1m1 bò. Giá 33 triệu. Giá 33 triệu các bạn. Đây, các bạn thấy không? Giá 33 triệu các bạn. Cao tầm 1m1 bò. Cặp Anh Gút này cao tầm 1m1 bò đồng khích. Giá 33 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, cặp này đòn dài hết các bạn. Đầu to đòn dài. Đó. Nhưng hiếu nuôi nha các bạn. Giá 33 triệu các bạn. Đó, còn con này các bạn, con này lưng đôi, lưng một lưng các bạn, cái lưng như sân banh nè, cái đầu như cái húng các bạn, cao 1m7 bò các bạn. Đó, cao 1m7 bò nè các bạn. Cặp này lực lượng hơn các bạn, cặp này tướng đá lực lượng hơn các bạn. Cao 1m7 bò, tướng lực lượng hơn các bạn, giá 36 triệu các bạn.
cặp anh gút này giá 36 triệu, tướng lực lượng hơn nha các bạn. Đây, cặp M07 bò này các bạn. Cặp M07 bò giá 36 triệu các bạn. 36 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, cặp này cao 1m07 bò các bạn, giá 36 triệu các bạn. Cái đầu chà bá luôn, cái đầu như cái húng các bạn không? Đó, tướng rất là lực các bạn. Đó, cao 1m07 bò giá 36 triệu các bạn. Đây, con này cũng vậy các bạn. Cao 1m07 bò giá 36 triệu, cặp Angus này các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình các bạn. Chân móng đồ là hoàn thiện hết các bạn. Đó. Còn cặp này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Cao 1m1 bò các bạn, giá 33 triệu. Hơi hiếu nuôi một chút nha các bạn, nhưng mà ăn uống khỏi tả, ăn uống rất là giỏi các bạn. Chân móng hoàn thiện hết các bạn, chân móng đó là hoàn thiện hết. Đó. Giá 33 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.